Với cái ví dụ số 7 ạ, C2H4O2 có bao nhiêu đường phân mạch hở? Thì bạn lưu ý như này cho thầy. Đây là một câu hỏi về bao nhiêu đường phân mạch hở. Chứ nó không hỏi là có bao nhiêu đường phân ester, bao nhiêu đường phân đơn chức hay bao nhiêu đường phân axit. Vậy thì chắc chắn là chúng ta vẫn phải giải là xét về đường phân axit. Thì ta chỉ có một đường phân duy nhất là CH3COH. Xét về đường phân ester thì ta chỉ có một đường phân nữa, đó là HCOCH3. Nhưng chúng ta còn một dạng đường phân nữa, đó là đường phân tạp chức. Nếu xét về đồng phân tạp chức, xét về CH4O2 thì số pi của nó là có 1 pi. Đúng không? 1 pi thì 1 pi nó có thể nằm ở trong chức axit, nằm trong chức ester. Và 1 pi này nó cũng có thể nằm ở trong chức anhydride. Đấy, đây nó còn là ngành. Vậy tổng cộng chúng ta sẽ có 3 đồng phân mạch hở. Và anh dưới này là anh tạp chức của anhydride và alcohol. Đúng không ạ? Thì thực ra thì nếu mà hỏi về tạp chức thì cũng chỉ hỏi đến CH4O2 thôi. Nếu bạn yên tâm, không bị hỏi sâu hơn đâu. Nhá. Ok chưa ạ?